Kính thưa quý vị, với việc tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do, các hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời khiến Việt Nam đang trở thành quốc gia bị kiện chung với một số quốc gia có kim ngạch xuất khẩu lớn, thường xuyên bị điều tra phòng vệ thương mại hoặc bị nghi ngờ chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại. Vì thế, thời gian gần đây, các vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với Việt Nam có xu hướng gia tăng. Nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế, bảo vệ lợi ích của Việt Nam cũng như doanh nghiệp chân chính, ngày 4 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 824/QĐ-TTg phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ đề án 824. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 119 NQCP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận, xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Báo Công Thương tổ chức chương trình chính sách và đối thoại với chủ đề ngăn chặn chống lẩn tránh biện pháp thương mại và đảm bảo hiệu quả hội nhập kinh tế. Chương trình được phát sóng trên Công Thương điện tử Công Thương.vn và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok của Báo Công Thương. Tham gia chương trình hôm nay, trân trọng giới thiệu ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương. Xin chào quý vị độc giả Báo Công Thương. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch Hiệp hội Nhôm Việt Nam. Xin chào quý độc giả của Báo Công Thương. Xin được giới thiệu luật sư Trần Thanh Hà, Chủ tịch công ty HB Law. Xin chào biên tập viên và xin chào thính giả của Báo Công Thương. Lời đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi ông Chu Thắng Trung. Thưa ông, được coi là van an toàn để hạn chế nhập khẩu trong bối cảnh cắt giảm thuế quan. Xin ông cho biết là xu hướng điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới thời gian qua như thế nào? Và trong bối cảnh đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã đối diện với các vụ việc phòng vệ thương mại như thế nào ạ? Vâng, thì chúng ta cũng đều biết là trong cái bối cảnh hiện nay thì thế giới thì vẫn đang tiếp tục cái xu hướng là toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. Và một trong những cái điểm đặc điểm nổi bật nhất của cái xu hướng đó đó là các cái hàng rào thuế quan nhập khẩu thông thường thì sẽ dần được giảm xuống, cắt giảm về thậm chí là về 0% như ở trong các cái hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên thì cùng với đó thì các nước cũng vẫn tiếp tục duy trì những cái cơ chế nhằm bảo vệ cho các ngành sản xuất trong nước của họ trước những cái hành vi mà họ coi là cạnh tranh không công bằng hoặc là những cái hiện tượng mà nhập khẩu vào nước họ gia tăng một cách quá mức. Và những cái cơ chế đó thì người ta gọi chung là cái cơ chế phòng vệ thương mại, và cơ chế này thì cũng được phép theo như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như là các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Thì trong cái thời gian vừa qua thì cùng với cái xu hướng tự do hóa thương mại như vậy thì cái nhu cầu mà để bảo vệ cho các lợi ích ngành sản xuất trong nước của các quốc gia thì nó vẫn còn tồn tại. Và cùng với đó thì là cái số lượng các cái biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới thì vẫn tiếp tục mà được các quốc gia điều tra và áp dụng ngày càng nhiều. Và có một số trên thế giới thì cái xu hướng hiện nay thì một số quốc gia thì sẽ sử dụng cái biện pháp đó thường xuyên hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể kể ra như là Hoa Kỳ, như là EU, hoặc là Ấn Độ, hoặc là Canada, rồi Úc, rồi một số quốc gia, kể cả một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hay là Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Thì đó là những cái quốc gia mà thường xuyên sử dụng các cái biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ cho ngành sản xuất trong nước của họ. Và đặc biệt là nó cũng nổi bật lên nữa là trong cái thời gian gần đây thì bên cạnh các cái biện pháp phòng vệ thương mại truyền thống, ví dụ như là chống bán phá giá, như là trợ cấp, như là tự vệ, thì một số quốc gia cũng bắt đầu quan tâm và sử dụng mà thường xuyên hơn những cái biện pháp mà chúng tôi gọi chung, nó gọi là biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Và những cái biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại này được các nước tiến hành điều tra và áp dụng nhằm mục đích là để mà đảm bảo cái hiệu quả. Vì như chúng ta cũng biết là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa như vậy thì cái chuỗi giá trị gia tăng nó không chỉ là đi từ một quốc gia A đến một quốc gia B nữa, mà nó sẽ còn thông qua rất là nhiều quốc gia, và mỗi quốc gia sẽ tham gia một phần trong cái công đoạn sản xuất. Và nếu như mà
hàng hóa trước kia từ mấy quốc gia bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là có thể ngăn chặn được, thì bây giờ nó có cái sự dịch chuyển sản xuất một phần sang các quốc gia khác, và như vậy là cái biện pháp phòng vệ thương mại ban đầu có thể là sẽ không có cái tác dụng như mà quốc gia nhập khẩu mong muốn, và như vậy là họ cũng sẽ phải tiến hành điều tra và áp dụng các biện pháp gọi là chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại như vậy. Và một trong những quốc gia đi đầu trong việc đó đó là Hoa Kỳ, sau đó là EU và cũng có thể là một số quốc gia khác nữa. Thế thì trong cái bối cảnh đó thì câu hỏi của phóng viên đặt ra là hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang đối diện với các biện pháp đó như thế nào? Thì chúng tôi cũng quan sát và cũng nhận thấy là cùng với cái xuất khẩu của Việt Nam gia tăng ấy, thì hàng hóa Việt Nam cũng ngày càng có nhiều mặt hàng hơn đối diện với nguy cơ rủi ro là bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại cũng như là các biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Thì tính đến nay thì chúng ta tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã các hàng hóa, các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta đã là cái đối tượng của tổng cộng là 238, liên quan đến 238 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Và cái số lượng mà vụ việc điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại thì có cái xu hướng nó là cũng tăng lên trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là với cái thị trường Hoa Kỳ, năm trung bình thì trong khoảng độ 10 vụ việc thì trung bình khoảng độ tầm 5 đến 6 vụ việc nó có liên quan đến cái việc là điều tra về lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Thì trong cái bối cảnh đó thì các doanh nghiệp thì cũng tôi cũng nhận thấy là cũng bắt đầu quan tâm hơn đến cái vấn đề này, và cùng với cả các hiệp hội cũng như là các bên liên quan khác thì cũng có những cái dấu hiệu gọi là tích cực hơn để mà xử lý các cái cuộc điều tra của nước ngoài một cách nào đó để theo hướng là bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam và làm sao để hạn chế thấp nhất cái rủi ro mà có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ ý nghĩa của ông. Xin được hỏi ông Trần Thanh Hà, qua chia sẻ của lãnh đạo của phòng vệ thương mại thì ông có đánh giá gì về xu thế đặc điểm điều tra áp dụng phòng vệ thương mại hiện nay và mức độ cũng như tác động tiêu cực của các biện pháp này đang đặt ra nguy cơ và thách thức ra sao đối với tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ạ? Thì qua cái trao đổi thông tin của lãnh đạo của Cục Phòng vệ Thương mại thì chúng ta thấy là một cái xu hướng hiện nay là ngoài cái việc áp dụng các cái biện pháp chống phòng vệ thương mại mà đã áp dụng thì cái biện pháp là chống lẩn tránh thì cũng được diễn ra, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung đang diễn ra thì có một cái xu hướng tất yếu là có cái sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, và thì cũng có một cái xu hướng tiếp đó là do cái việc là áp dụng cái thuế nhập khẩu của các cái doanh nghiệp sản xuất ở Trung Quốc đối vào thị trường Mỹ tăng, thì vì vậy mà các cái doanh nghiệp Trung Quốc người ta đang tìm cách là người ta lẩn tránh cái biện pháp đấy bằng cách là dịch chuyển sản xuất hoặc là gian lận về mặt xuất xứ sang Việt Nam. Và vì vậy mà dưới con mắt của các cái cơ quan quản lý về phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ hoặc EU thì người ta lại cho rằng là Việt Nam là một cái nơi mà để các cái doanh nghiệp khác lợi dụng, thì vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái hình ảnh của cái việc xuất khẩu của Việt Nam và hình ảnh của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và vì vậy mà chúng ta như kiểu chúng ta bị đưa vào những cái danh sách đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc tiếp cận cũng như là ảnh hưởng đến cái việc mà doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra các cái thị trường như là Mỹ, EU. Đây là những cái thị trường mà rất là lớn của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và từ cái việc các cái doanh nghiệp người ta lẩn tránh cái việc áp dụng cái biện pháp phòng vệ thương mại như thế thì rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến các cái ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu. Các cái doanh nghiệp sẽ có thể là đang xuất khẩu hàng hóa tốt thì có thể là những cái doanh nghiệp mà người ta lẩn tránh thì rõ ràng người ta tiến hành các cái cuộc điều tra. Thì tiến hành các cái cuộc điều tra thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp đấy lại phải tốn một cái chi phí pháp lý hoặc là các cái chi phí khác rất là lớn. Ví dụ như là khi đến điều tra phải công bố các cái số liệu và phải làm việc với lại các cái luật sư ở Việt Nam cũng như luật sư ở các cái nước sở tại để làm sao mà hợp tác với các cái cơ quan điều tra của các cái cơ quan phòng vệ thương mại đó để cung cấp thông tin cho họ. Nếu mà chúng ta không cung cấp thông tin thì rõ ràng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và cái kinh nghiệm làm việc của tôi thì thấy là một cái vụ việc mà
chống lẩn tránh phòng vệ thương mại hoặc là áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại mà điều tra thôi, cái chi phí luật sư cho các cái nước sở tại nó lên tới hàng triệu USD là có cái vụ việc như thế, và rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái nguồn lực của các cái doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Và nếu mà chúng ta mà không làm tốt, không có những cái chiến lược để bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam chống lại cái việc lẩn tránh cái áp dụng cái biện pháp phòng vệ thương mại ở thị trường lớn, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam rất là lớn trong thời gian tới, và ảnh hưởng đến cái chiến lược của quốc gia Việt Nam, bởi vì chúng ta là nền kinh tế mở, và cái việc mà chúng ta ký được tới 17 cái FTA cũng là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ làm sao mà thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu, và cái hàng rào thuế quan được bằng không. Nhưng mà nếu mà bây giờ người ta lại áp dụng cái mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu Việt Nam hoặc là áp dụng các cái biện pháp phòng vệ thương mại thì rất ảnh hưởng, và nó cũng làm giảm cái nỗ lực của các cái doanh nghiệp của chúng ta đi. Thì trong cái bối cảnh kinh tế thế giới cũng đang khó khăn như hiện nay, tìm được một cái thị trường xuất khẩu, tìm một cái đối tác xuất khẩu là rất là khó, mà chúng ta không giữ được vì áp dụng biện pháp lẩn tránh, thì tôi nghĩ là đấy là một điều rất là đáng tiếc. Xin cảm ơn những chia sẻ ý nghĩa của luật sư Trần Thanh Hà. Xin chào ông Nguyễn Minh Kế, là nhôm hiện nay đang là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam. Vì thế đây cũng là mặt hàng thường xuyên phải đối diện với các vụ điều tra phòng vệ thương mại của thị trường xuất khẩu. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không ạ? Đúng thế, tức là nhôm Việt Nam thì có nhiều cái lợi thế cạnh tranh, cho nên là cũng đối mặt với rất nhiều các cái vụ việc như phòng vệ thương mại của thị trường xuất khẩu, và gần đây nhất là tần suất các cái vụ phòng vệ thương mại lại tăng lên. Là những năm trước đây thì số vụ việc điều tra phòng vệ thương mại với nhôm Việt Nam còn khá ít. Năm 2020, năm 2021 thì đối với vụ là với lại Úc. Năm 2021 cũng một cái vụ nữa là với Ai Cập. Và năm 18 thì bắt đầu là đã có cái vụ điều tra chống phá giá một số cái hàng xuất khẩu của Việt Nam. Và riêng năm 2023 thì riêng là đối mặt với 3 vụ việc phòng vệ thương mại và đều là do Hoa Kỳ khởi xướng. Và đây có lẽ cái thị trường tiềm năng nhất của ngành nhôm Việt Nam. Thì vào tháng 5 năm 2023 thì có đơn yêu cầu của phòng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm khung nhôm và làm cái giá đỡ của dàn năng lượng mặt trời. Thì cái này thì vụ việc này thì tuy người ta chưa khởi xướng, nhưng mà các cái doanh nghiệp Hoa Kỳ người ta đang thu thập các cái hồ sơ chứng cứ để có nguy cơ rất là cao người ta sẽ điều tra về cái vụ việc này. Và đặc biệt là vào tháng 10 năm 2023 thì là có cái vụ việc điều tra chống phá giá đối với lại dây và dây cáp nhôm của Việt Nam. Và đồng thời là cái vụ việc này người ta đang tiến hành trong quá trình điều tra, cho nên là cái nguy cơ thiệt hại về các cái sản phẩm này đối với các doanh nghiệp Việt Nam là cũng rất lớn. Và đặc biệt là một cái vụ việc chống bán phá giá lẩn tránh thuế đối với lại một số cái nước, 15 nước trong đó có Việt Nam. Thì cái này là một cái điều tra một cái với cái lại cái nhôm đùn ép trong đó có Việt Nam, thì cái này là người ta đang tiến hành điều tra về trợ giá. Cho nên là cái mà chúng thuế chống phá giá hiện nay là nó lên tới 41,48% nếu người ta dự kiến người ta đánh thuế suất. Và đây là cái vụ việc rất là lớn, rộng tới 15 quốc gia, cho nên là cái xu hướng hiện nay là cái phòng vệ thương mại là cái công cụ của các cái nước để bảo vệ cái quyền lợi của người sản xuất trong nước. Đây là cái xu thế chung. Vâng, đó là câu chuyện là không mấy vui vẻ khi nguyên nhân thì như anh Hà lúc nãy cũng có đề cập đến là chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh mà đang diễn ra rất nhiều những cái cuộc xung đột giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. Và những cái xung đột đó thì nó chuyển hóa thành những cái gọi là va chạm về thương mại, dẫn đến cái việc là các biện pháp hạn chế thương mại được áp dụng một cách thường xuyên hơn. Anh Kế nói chuyện đến những câu chuyện của ngành nhôm thì chúng ta cũng biết là năm 2018 thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì cũng đã có áp dụng những cái biện pháp rất là đặc biệt, rất là đặc thù đối với cả ngành nhôm và ngành thép. Trong đó thì vì những cái lý do gọi là an ninh quốc gia thì đã áp dụng một thuế chung với cả nhôm là 10%. Rồi trước đó thì Hoa Kỳ cũng có một số các biện pháp áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với cả nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Thì trong cái bối cảnh đó thì nó sẽ có những cái khả năng từ những cái xung đột đó, khi mà hàng hóa không có thể gọi là
thông thương một cách bình thường thì doanh nghiệp sẽ phải có tìm những cái biện pháp, những cái cách thức khác để có thể nó xuất khẩu được đến những cái thị trường mà vẫn được coi là rất là tiềm năng như vậy. Và các cách thức đó thì có thể là thông qua việc chuyển dịch đầu tư hoặc là thông qua những cái biện pháp giao dịch thương mại nào đó. Thì có thể là nó là hợp pháp, có thể nó là bất chưa đúng với quy định của pháp luật. Thì và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta đang ở là một cái thị trường cũng rất là mở và gọi là tạo thuận lợi với cái chủ trương chung của chính phủ, cũng tạo thuận lợi hết sức cho các cái hoạt động trao đổi thương mại, đặc biệt là chủ động và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thì Việt Nam cũng là một cái điểm mà thu hút những cái luồng đầu tư, những cái luồng sản xuất. Và từ đó thì với cái việc là nó thể hiện rất rõ là kết quả xuất khẩu chúng ta tăng rất là nhanh. Kết quả xuất khẩu tăng rất là nhanh thì các nước nhập khẩu, những cái thị trường tiềm năng có thể nhìn đến cái xuất khẩu của Việt Nam như là họ sẽ có thể đặt ra cái câu hỏi là cái xuất khẩu của Việt Nam như vậy là do cái năng lực sản xuất của Việt Nam hay là có thể là do những cái vấn đề nào đó của các hành vi nào đó mà không phù hợp của doanh nghiệp. Thì đây là câu hỏi chủ quan của phía nước nhập khẩu và người ta sẽ tiến hành điều tra để làm, để giải quyết cái câu hỏi đó. Và đó chính là cái xuất phát điểm của các cái cuộc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Thế thì đặc điểm của cái biện pháp này thì tôi cũng muốn làm rõ là nó có hai trường hợp như tôi đã giải thích, là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra mà chúng ta thường thì hay gọi chung là lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Nhưng thực tế là nó có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là những trường hợp mà chúng ta gọi là gần như là gian lận và trốn thuế phòng vệ thương mại mà nước nhập khẩu đã áp dụng. Thì cái gian lận và cái trốn thuế đấy thông qua là cái gì? Thông qua cái việc là có cái sự gọi là gian lận về xuất xứ chẳng hạn, hoặc là có sự như chúng ta gọi là chuyển tải bất hợp pháp. Thì những cái hành vi đó thì cần phải được ngăn chặn và cần phải được coi như là xử lý, và chúng ta cũng không hoan nghênh và không tiếp tay cho những hành vi như vậy. Tuy nhiên có một cái trường hợp thứ hai nữa cũng có thể xảy ra, đó là cái việc là đúng thật sự là có cái sự dịch chuyển đầu tư từ các cái quốc gia khác sang Việt Nam để sản xuất tại Việt Nam ở một cái mức độ và một cái trình độ gia công, một cái trình độ tạo nên một cái hàm lượng giá trị tăng nhất định tại Việt Nam và sau đó xuất khẩu. Thì ở cái trường hợp này quốc gia nhập khẩu họ cũng có thể thực hiện và tiến hành gọi là điều tra các cái vụ việc chống lẩn tránh. Và cái đặc điểm của cái việc điều tra này thì nó thứ nhất là giữa các quốc gia khác nhau thì nó cũng có cái sự xử lý cái vấn đề đó một cách không đồng nhất với nhau. Ví dụ như các luật quy định của Hoa Kỳ thì nó sẽ hơi khác so với cả quy định của EU. Và cũng như là quy định của một số nước khác. Ví dụ như là Hoa Kỳ thì họ coi là cái việc là khi mà có cái sự đầu tư sản xuất như vậy mà nó, họ chỉ đưa ra một cái nhận định chung là không tạo ra một cái chuyển đổi đáng kể. Nó gọi là chuyển đổi đáng kể, và cái chuyển đổi đáng kể đó là theo kết luận của cơ quan điều tra để mà đưa ra được thế nào là kết luận ra được thế nào là lẩn tránh, thế nào là không. Chuyển đổi đáng kể của ví dụ của Hoa Kỳ, ví dụ như là trong vụ việc họ sẽ tính đến cái mức độ đầu tư rồi là mức độ cái hàm lượng giá trị gia tăng tăng thêm, nhưng họ không đưa ra một cái mức cụ thể là bao nhiêu, là 30%, 40% hay 50%, họ không đưa ra. Họ chỉ nói là cái chuyển đổi đáng kể thôi, họ sẽ tính, họ sẽ xác định trong cái quá trình điều tra của họ. Đó là trường hợp Hoa Kỳ. Nhưng mà EU thì lại hơi khác. EU thì họ sẽ đưa ra một cái mốc cụ thể, ví dụ như là cái lượng nhập khẩu nguyên vật liệu từ cái quốc gia mà họ đang nghi ngờ là xuất phát điểm của cái việc lẩn tránh đấy là phải là 60% chẳng hạn, hoặc là cái lượng hàm lượng giá trị đang tạo ra tại cái nước mà đang bị điều tra lẩn tránh, ví dụ như là giả dụ ở đây trường hợp Việt Nam chẳng hạn, thì nó phải dưới 25% thì mới bị coi lẩn tránh, thì họ sẽ có một cái mức cụ thể như vậy. Như vậy là cái đặc điểm của, như nói là đặc điểm của biện pháp chống lẩn tránh là bây giờ là nó sẽ có cái sự gọi là giữa các nước khác nhau, nó có những cái
đối xử khác nhau với các hành vi đó. Và đối với hành vi này thì cái việc mà chúng ta bị kết luận là lẩn tránh hay không là do cái nhận định chủ quan của nước nhập khẩu, chứ không phải là do là, chưa chắc đã là do là các doanh nghiệp có cái hành vi gọi là làm trái hay là như thế nào đó. Và với cái những cái đặc điểm như vậy thì chúng ta là cũng sẽ có, cần thiết là phải có cái sự đối xử khác nhau. Một đằng là ngăn chặn những cái hành vi gọi là không, gọi là gian lận và không trung thực như vậy, nhưng đồng thời là cũng có cái sự hỗ trợ và hỗ trợ thông tin để doanh nghiệp nắm được và để mà chủ động tham gia xử lý những cái cuộc điều tra về lẩn tránh mà có cái sự chuyển đổi về và nâng cái hàm lượng giá trị gia tăng tại Việt Nam. Xin cảm ơn câu trả lời rất ý nghĩa của ông Chu Thắng Trung. Xin được hỏi luật sư Trần Thanh Hà, ông có bình luận gì về các vụ việc chống lẩn tránh thuế, phòng vệ thương mại đang gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam? Biện pháp này đang cho thấy hạn chế cũng như là lỗ hổng như thế nào trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp từ cơ quan quản lý, theo ông như thế nào ạ? Tôi nghĩ là cái biện pháp là lẩn tránh cái, các cái biện pháp phòng vệ thương mại ấy, thì đây là những cái rất là mới và nó dường như là nó khác so với lại cái việc là chúng ta chỉ tập trung vào các cái cuộc điều tra của các cái cơ quan chức năng của cái nước nhập khẩu. Người ta áp dụng các cái biện pháp truyền thống, ví dụ như chống bán phá giá, chống trợ cấp ấy, rồi điều tra các cái biện pháp khác. Nhưng mà biện pháp chống lẩn tránh này thì nó lại là một cái biện pháp rất là mới, bởi vì nó phát sinh từ những cái cuộc chiến tranh thương mại giữa các cái quốc gia lớn, và đặc biệt là nó rơi vào cái bối cảnh Việt Nam là Việt Nam tập trung vào cái việc là mở rộng cái nền kinh tế và hướng ngoại, và chúng ta tạo thuận lợi cho các cái doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa bằng cách là ký các cái hiệp định thương mại tự do với các cái đối tác lớn ở trên thế giới. Thì tôi nghĩ là như là anh Thắng có nói thì các cái biện pháp này đôi khi nó lại không áp dụng được một cách gọi là rõ ràng, bởi vì bối cảnh như thế thì đôi khi là các cái quốc gia người ta đưa ra các cái biện pháp trừng phạt như thế, đôi khi là nó dựa vào không có một cái yếu tố mang tính chất gọi là định tính, định lượng nhiều, mà đôi khi nó là định tính. Thế vì vậy mà cái việc mà đối phó với lại các cái biện pháp này là tương đối là khó khăn. Và thứ hai nữa ấy, là nó cũng liên quan đến cái việc là Việt Nam hiện nay thì chúng ta cũng muốn là thu hút cái việc là các cái doanh nghiệp khác trên thế giới vào Việt Nam để xây dựng cái nhà máy và thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu. Thế vì sao mà bây giờ mà chúng ta lại là làm sao mà hài hòa được cái việc là vừa thu hút được đầu tư dịch chuyển cái sản xuất vào Việt Nam, vừa phòng chống được cái việc lẩn tránh đối với lại cái việc phòng vệ thương mại? Thì đây là một cái bài toán rất là khó của cơ quan chức năng. Bây giờ nếu mà chúng ta lại bảo là không cho phép nhà đầu tư vào Việt Nam để lập nhà máy thì ngay lập tức là chính phủ người ta không đồng ý ngay. Chính phủ là Bộ Công Thương và các thứ là bảo bây giờ chính phủ đang muốn là tạo công an việc làm cho người dân mà các anh lại không cho người ta vào sản xuất thì chết. Thế đấy, đấy là một cái mà cũng tương đối là khó cho các cái cơ quan chức năng. Và đặc biệt nữa là đối với cộng đồng doanh nghiệp thì bây giờ tôi thì tư vấn cho nhiều doanh nghiệp thì thấy là doanh nghiệp hiện nay thì cũng rất muốn là hợp tác với nước ngoài, bởi vì cái việc là huy động vốn, cái công nghệ của họ rất là quan trọng. Tuy nhiên thì có cái việc là giữa doanh nghiệp Việt Nam có cái sự thỏa thuận ngầm với lại các đối tác nước ngoài trong việc là thôi mày dịch chuyển sang đây để lẩn tránh cái việc áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc là thuế cao nếu mà từ cái quốc gia kia, thì đấy cũng là một cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp cũng phải tính toán tới. Vì và đặc biệt là nếu mà chúng ta là bị áp dụng các cái biện pháp chống lẩn tránh này thì rõ ràng là nó không chỉ ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp đó mà ảnh hưởng đến toàn bộ các cái ngành, ví dụ ngành nhôm của ngành nhôm hoặc là ngành thép hoặc là đồ gỗ chẳng hạn, thì đấy nó ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu. Thì tôi nghĩ là cái trong cái đề án của chính phủ cũng như là cái quyết định của Thủ tướng và cái chiến lược quốc gia ấy, thì tôi nghĩ là đây đã đề ra rất nhiều các cái biện pháp và có cái sự phối hợp của các cơ quan, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, rồi ngay cả Bộ Công an, rồi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, rồi Hiệp hội, cũng ghi rõ về cái vai trò cái nhiệm vụ của thường kỳ
hoặc là thường xuyên của các cái cơ quan này trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là tham mưu cho chính phủ trong cái việc là chống cái lẩn tránh này. Tuy nhiên thì đây là một cái lĩnh vực tương đối là mới, và rõ ràng là cái việc mà các cơ quan chức năng phải theo dõi, sau đó thì cập nhật các cái tình hình, sau đó thì sửa đổi bổ sung các cái quy định là hết sức quan trọng. Ví dụ như là hiện nay thì cũng tôi đọc trong cái đề án thì có cái việc là có liên trang chúng ta sửa đổi cái nghị định 185 về việc là nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực là gian lận thương mại, thì có lên nâng cái mức xử phạt đối với hành vi là gian lận về xuất xứ hay không. Gian lận xuất xứ nó là một trong những cái biểu hiện của cái việc lẩn tránh các cái biện pháp phòng vệ thương mại, thì đấy là cái mà có thể chúng ta cấp thiết là phải bổ sung vào các cái quy định của luật ấy, rồi nâng cao cái mức chế tài xử phạt, và đặc biệt nữa là nghiên cứu các cái động thái của các cái cơ quan áp dụng cái biện pháp này. Và cái này tôi nghĩ là cũng phải tầm của chính phủ, bởi vì chính phủ và các cái cơ quan cấp trên thì mới là hỗ trợ được các cái doanh nghiệp, và đôi khi là phải sử dụng các cái biện pháp về ngoại giao ở đối ngoại thì để giải quyết vấn đề, chứ không phải chỉ là mỗi cái vấn đề của doanh nghiệp, bởi vì nó áp dụng cái biện pháp này nó không như các biện pháp truyền thống, nó mang tính chất nó hơi mơ hồ một chút. Thì đấy là cái mà quan điểm của tôi về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của luật sư Trần Thanh Hà. Thưa ông Nguyễn Minh Kế, đến nay thì ngành nhôm đã bị khởi xướng bao nhiêu vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại, và các thiệt hại cũng như khó khăn của doanh nghiệp trước các điều tra chống lẩn thuế phòng vệ thương mại nổi tiếng là như thế nào ạ? Đối với ngành nhôm ấy thì chúng tôi đã vướng 2 vụ cũng là khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại của Mỹ. Thì năm 18 thì một cái vụ việc đối với ngành nhôm thì cũng bắt đầu năm 18 và cũng bắt đầu xuất xứ bắt nguồn từ cái nguồn gốc là cái thị trường nhôm Trung Quốc, liên quan đến nhôm Trung Quốc. Thế vụ thứ hai thì mới khởi xướng điều tra vào tháng 10 năm nay, thì là cái vụ điều tra về đối với lại cái sản phẩm và dây và cáp nhôm xuất xứ từ Việt Nam. Thì thực ra cái điều này thì là cũng như anh Trung và anh Hà đã nói đấy, là người ta một số thương nhân Trung Quốc người ta trực tiếp sang Việt Nam, người ta đầu tư cùng với lại doanh nhân Việt Nam đấy, thì nhập nguyên liệu từ Trung Quốc về và sản xuất một cái phần nhỏ để người ta, phần thứ nhất là tránh cái thuế phòng vệ thương mại Việt Nam đối với nhôm của Trung Quốc, phần thứ hai là tránh lấy cái xuất xứ của Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ để tránh cái thị trường gốc là thị trường nhôm Trung Quốc mà Hoa Kỳ người ta đánh thuế phòng vệ thương mại. Thì đấy là những cái mà cái chiêu trò của các cái doanh nghiệp nước ngoài. Nếu còn về cái khi mà đã có cái tin đồn về cái mà chúng ta sản phẩm phải điều tra, đương nhiên nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm của chúng ta. Thế mà cái thứ nhất là về các cái doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì vấn đề pháp lý về phòng vệ thương mại là còn chưa hiểu sâu và còn chưa thể tự như vậy là mình đứng ra để bảo vệ cái cùng với các cái nhà điều tra để bảo vệ quyền lợi của mình được, mà phải nhờ luật sư, nhờ tư vấn, và cái chi phí nhờ tư vấn thiết kế là nếu cái doanh nghiệp nhỏ ít sâu thì như vậy là cũng phải vài ngàn đô, và có cái việc lớn có khi lên tới hàng triệu đô, chi phí rất là tốn kém. Và thứ hai về vật chất thì khi mà đã có cái điều tra chống ra thì tất nhiên là các cái nhà người ta ký hợp đồng hợp mình trong tương lai rồi đang thực hiện cái hợp đồng, người ta phải xem xét dừng lại để người ta tránh cái thuế phòng vệ thương mại, và từ đó thì xuất hiện ra cái là giảm doanh thu, giảm lợi nhuận và mất thị trường, và cái đó mới là cái lớn, và sau đó mất những cái đó thì nó cái hệ lụy rất lớn vào các cái sản phẩm của cái nhà sản xuất chân chính ở Việt Nam. Xin cảm ơn chia sẻ của ông. Như luật sư Trần Thanh Hà vừa chia sẻ thì may ra chúng ta phải có một cái chế tài phạt đủ mạnh thì mới có đủ tính răn đe, phải không ạ? Vâng, xin được hỏi ông Chu Thắng Trung là thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế cũng như thực hiện nghiêm túc các cam kết FTA thì chính phủ đã ban hành nghị định phê duyệt đề án 824 tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Xin ông cho biết là mục tiêu của đề án 824 là gì và thời gian qua Bộ Công Thương đã triển khai các hoạt động cụ thể nào nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại đề án này ạ? Vâng, như tôi cũng đã trình bày, tức là chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái trường hợp mà chúng tôi vừa đề cập ở trên. Thứ nhất là những cái hành vi mang tính chất là gian lận và trốn thuế phòng vệ thương mại. Thứ hai là những cái hoạt động điều tra lẩn tránh phòng vệ thương mại và có những cái kết luận mà theo cái
quy định pháp luật của cái nước sở tại. Thì cái mục tiêu của đề án 824 thì tập trung chủ yếu là vào để hạn chế cái hành vi thứ nhất là những cái hành vi mà mang tính chất là vi phạm quy định, mang tính chất là gian lận về xuất xứ, rồi là gian lận về cái nguồn gốc của sản phẩm. Thì nó có rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta hàng hóa gọi là xuất khẩu từ Việt Nam đã bị nước ngoài người ta cáo buộc là dụ như là gian lận xuất xứ, là kê khai sai xuất xứ vân vân, hoặc là thậm chí là chuyển tải bất hợp pháp, tức là không hề có một cái hàm lượng gia công chế biến gì Việt Nam mà chỉ đi qua ở đây rồi xuất đi nước ngoài. Thì đó là những cái hành vi mà đề án 824 nhắm đến để mà xử lý, để mà ngăn chặn, để mà tránh ảnh hưởng. Chúng ta xác định những cái hành vi đó, những cái hoạt động đó thì không hề đem lại lợi ích gì cho nền kinh tế Việt Nam, mà thậm chí là nó còn có tác động ngược, nó sẽ đem lại đến một cái hình ảnh rất là ấn tượng không tốt đối với các cái thị trường nhập khẩu. Cũng như là từ cái đấy thì nó có thể có cái sự gọi là tác động một cách tiêu cực đến những cái doanh nghiệp làm ăn chân chính của chúng ta mà đang có hoạt động sản xuất đúng cái những mặt hàng đó thật sự tại Việt Nam. Thì trong cái đề án 824 thì chúng tôi cũng thì cũng kiến nghị và Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt và đặt ra rất nhiều các cái giải pháp, trong đó cái giải pháp quan trọng nhất là cái sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan để mà xác định đấu tranh đối với những mặt hàng có trọng tâm trọng điểm. Một năm thì chúng ta hiện nay là xuất khẩu là trên 350 tỷ đô la ra nước ngoài. Thế thì cũng không phải là chúng ta cũng sẽ gọi là tất cả 350 tỷ hàng hóa đó thì chúng ta đều đối xử với một cái công tác tăng cường quản lý nhà nước là như nhau, mà nó sẽ có những cái mặt hàng mà cần phải xác định đâu là trọng tâm trọng điểm, những mặt hàng nào chúng tôi xác định là có nguy cơ cao thì Bộ Công Thương cũng sẽ lập ra một cái danh sách những cái mặt hàng nguy cơ cao như vậy và thông báo cho các bộ ngành liên quan cũng như là các địa phương, để mà trên cơ sở có cái sự phân công phối hợp như trong đề án đã đưa ra thì sẽ có các bộ ngành rồi các địa phương thì có những cái biện pháp phù hợp. Ví dụ như là về phía các cái tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ thì dựa trên những cái danh sách đó thì cũng sẽ xác định được là cần phải kiểm tra kỹ hơn đối với cả những cái hồ sơ mà đề nghị xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho những cái mặt hàng đó. Hoặc là như phía hải quan thì khi mà các doanh nghiệp làm cái tờ khai xuất khẩu đối với cả những mặt hàng đó và có khai xuất xứ là từ Việt Nam thì cơ quan hải quan cũng sẽ có cái thẩm quyền để mà kiểm tra kỹ hơn đối với cả những cái lô hàng như vậy khi xuất khẩu đi. Hoặc là các địa phương thì cũng khi mà đối với cả những cái dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào những cái ngành như vậy thì cũng có thể gọi là tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ làm theo đúng quy định của pháp luật, vì quy định pháp luật như nào thì chúng ta cũng sẽ phải làm theo đấy, nhưng có cái sự giả soát kỹ hơn để xem là đúng là có những cái danh sản xuất thật sự hay không, có sản xuất thật sự hay không. Vâng, tức là để cho đấy, tại vì nếu không thì một cái dự án nếu như đầu tư thực ra thì cũng nếu như họ chỉ đầu tư một cách rất là ít tại Việt Nam thì khi mà có cái vấn đề gì xảy ra họ sẵn sàng là bê cả cái dự án đấy đi ra một cái quốc gia khác, và như thế thì chính là địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái việc như ấy về mất công ăn việc làm rồi các thứ đó. Thì đó là những cái nội dung mà đề án của chúng tôi đưa ra. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất nhiều các hoạt động khác, kể cả như là việc chúng tôi cũng sẽ phối hợp trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong các cái vụ việc điều tra trốn thuế như lẩn tránh như vậy, để mà cùng với các cơ quan điều tra nước ngoài thì trong những cái khả năng của chúng ta mà phối hợp phù hợp với các quy định pháp luật thì chúng ta cũng sẽ phối hợp với cả cái cơ quan điều tra của nước ngoài để cho chứng tỏ là Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng như cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì không hề hoan nghênh và không hề tiếp tay cho những cái hành vi như vậy. Và những cái hoạt động như thế thì chúng tôi cũng đã triển khai từ khi đề án được ban hành cho đến nay thì cũng triển khai một cách rất là thường xuyên, và cũng nhận được một cái đánh giá rất là tích cực từ những cái cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Thì đó là những cái nội dung cụ thể mà hiện giờ Bộ Công Thương đang phối hợp với cả các bộ ngành khác để triển khai thực hiện. Vâng, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa của ông.
Xin được hỏi luật sư Trần Thanh Hà, thưa ông, trước những xu thế gia tăng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại, thì ông đánh giá gì mức độ quan tâm hiểu biết pháp luật của doanh nghiệp về biện pháp này? Để tránh các thiệt hại rủi ro, các doanh nghiệp cần làm gì để ứng phó và phòng tránh bị kiện ạ? Tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì cũng làm việc tư vấn cho một số các doanh nghiệp, thì tôi thấy là doanh nghiệp Việt Nam và các cái hiệp hội thì cũng đã quan tâm, nhưng mà thường thì khi mà tiến hành xuất khẩu hàng hóa vào thì quan tâm đến thị trường, giá cả và thuế suất nhiều hơn, và thường quan tâm đến là giữa Việt Nam với các quốc gia đấy có ký FTA không và mình có lợi thế gì hay không, chứ còn chưa nghĩ ngay đến biện pháp là phòng vệ thương mại rồi lẩn tránh các biện pháp này. Và chỉ khi mà có cái biện pháp từ phía khởi xướng hoặc là có tin đồn từ phía các cái cơ quan áp dụng đấy, thì lúc đấy thì họ mới đi tìm tư vấn hoặc là liên hệ với lại các cơ quan về sứ quán hoặc là Bộ Công Thương để tìm hiểu các cái quy định đấy. Thì nó có một cái khó khăn đối với ngay cả doanh nghiệp với hiệp hội ở Việt Nam này, bởi vì ở Việt Nam thì chúng ta có cái quy định của pháp luật và chúng ta có thể tìm hiểu một cái dễ dàng, nhưng mà ở nước ngoài thì rõ ràng là luật của mỗi quốc gia nó là khác nhau. Ví dụ như luật của Hoa Kỳ là khác với luật của EU, và lúc đó thì bắt buộc là các cái doanh nghiệp Việt Nam lại phải liên hệ với lại các luật sư của các cái nước sở tại và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để họ có thể tư vấn, và cái chi phí tư vấn thì tương đối là cao và đôi khi nó vượt quá cái khả năng chi trả của một số các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mà nhỏ và vừa. Thì đấy là cái khó khăn. Thêm nữa tôi nghĩ là đối với lại các cái doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là cái hiệp hội hiện nay ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta quan tâm đến thị trường xuất khẩu, thì cái việc mà chúng ta quan tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại ở quốc gia đó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta thấy là Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác người ta áp dụng cái biện pháp chống lẩn tránh này và chống áp dụng các biện pháp khác thường xuyên phổ biến, và nó được coi là các cái án lệ cho các cái quốc gia khác. Và khi mà chúng ta bị áp dụng một cái trường hợp tương tự, chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo các cái án lệ này, và các cái biện pháp mà các cái quốc gia đấy người ta có thể là người ta đã sử dụng và thành công hay thất bại, thì đấy cũng là cái bài học cho các cái doanh nghiệp và cái hội Việt Nam trong cái việc áp dụng các cái biện pháp lẩn tránh này. Bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp ngoài cái vấn đề là tự thân hoặc là thông qua các cái hiệp hội, thì vai trò là cũng nên có cái sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước, và đặc biệt là chính phủ trong cái việc phản ánh những cái biện pháp là chống lẩn tránh này, để các cơ quan này có cái ý kiến trao đổi với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước ở các cái nước nhập khẩu, để chúng ta có những cái giải trình, và cái tiếng nói của Bộ Công Thương, của chính phủ nó rất là quan trọng, bởi vì nó là cơ quan quản lý nhà nước, thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều hơn. Ngoài cái vấn đề là doanh nghiệp cũng phải cung cấp các cái thông tin cho các cái đoàn điều tra, thì cái vai trò cái tiếng nói của chính phủ rất là quan trọng. Thì có cái tiếng nói chính phủ thì đặc biệt là các hiệp hội và doanh nghiệp phải có cái thông tin lên các cơ quan đó để hỗ trợ doanh nghiệp. Đấy thì tôi nghĩ là đấy là những cái biện pháp rất là quan trọng để chúng ta chống lẩn tránh. Và bên cạnh nữa thì tôi nghĩ là hiện nay thì trong cái luật quản lý ngoại thương hiện nay chỉ đề cập nhiều đến các cái biện pháp phòng vệ thương mại, thì ví dụ như là chống trợ cấp hoặc là các cái biện pháp chống bán phá giá, nhưng mà cái biện pháp chống lẩn tránh này hiện nay là cũng chưa quy định một cách rõ ràng ngoài hai cái đề án đó thôi, và cũng quy định mà tương đối là chung chung thôi. Thế vì vậy mà việc xây dựng một cái hướng dẫn hoặc là một cái nghị quyết mà cập nhật được cái tình hình này trong cái bối cảnh là Việt Nam đang hưởng lợi nhiều từ cái hoạt động là chiến tranh thương mại, các việc dòng dịch chuyển nhà đầu tư vào thì cũng rất là quan trọng. Và cái việc thực tiễn nữa là cái sự phối hợp giữa các cơ quan cấp phép kinh doanh và cơ quan quản lý về phòng vệ thương mại này, là việc là chúng ta nhận định thế nào khi mà một cái nhà đầu tư đến chỉ lợi dụng Việt Nam như là một cái nơi mà xuất xứ hàng hóa để xuất khẩu thôi, thì cái đấy cũng là một cái chúng ta phải xây dựng các cái tiêu chí để thu hút kêu gọi cái nhà đầu tư. Thì đấy là những cái mà từ doanh nghiệp, chính phủ cũng như là hiệp hội cần quan tâm để làm sao mà tránh cho Việt Nam chúng ta bị vướng vào những cái vụ kiện như thế này và bị áp thuế một mức thuế cao và ảnh hưởng đến cái thị trường và thị phần xuất khẩu. Cảm ơn câu trả lời rất thích thực của ông. Xin được hỏi ông Nguyễn Minh Kế, còn đối với ngành nhôm thì xin được hỏi ông là hiện phòng vệ thương mại dự báo sẽ gia tăng do xu hướng bảo hộ trên thế giới. Điều này sẽ đe dọa đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của ngành sản xuất. Vậy thưa ông,
ngành nhôm đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó ra sao với các biện pháp phòng vệ thương mại, nhất là các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế ạ? Thực ra đối với Hiệp hội Nhôm cũng như các hiệp hội khác, cũng như là anh Thắng Trung và anh Hà vừa chia sẻ, thì chúng tôi thấy là trước hết là phải cho doanh nghiệp chúng ta biết được thế nào là phòng vệ thương mại, và cái hiểu biết về pháp luật, về phòng vệ thương mại của các cái doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài để xuất khẩu là cũng rất là ít và là rất là khó khăn. Thì chính vì vậy cho nên là các cái hiệp hội và các cái doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi phối hợp với lại các cái chuyên gia và trực tiếp của Cục Phòng vệ Thương mại thì có những cái buổi tập huấn hướng dẫn, rồi nói rõ quan điểm về cái phòng vệ thương mại là cái công cụ để bảo vệ cho các ngành sản xuất trong nước, và hướng dẫn họ để sẵn sàng lập các hồ sơ chứng từ, các cái thông tin cần thiết, và khi có cái điều tra phòng vệ thương mại là chúng ta sẽ tiếp tục như vậy là tiếp cận được ngay và không bị động và không bị bất ngờ. Thì đấy là những cái về cái doanh nghiệp phải chủ động. Thế còn về cái hiệp hội chúng tôi ấy thì thường xuyên là cùng với phối hợp với cùng các cơ quan chức năng, nhất là Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương ấy, thì chúng tôi thường xuyên là có những cái thông tin cập nhật để theo dõi những cái quá trình về phòng vệ thương mại đối với các nước và đối với Việt Nam và các cái doanh nghiệp của Việt Nam, để kịp thời là có những cái thông báo và để chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào những cái vụ việc kiện tụng như thế này. Thế và phần nữa là hiệp hội chúng tôi thì bây giờ hiện đang là cũng đề nghị cái Cục Phòng vệ Thương mại là tiếp tục cho rà soát cái vụ AD05, tức là chống phòng vệ thương mại đối với nhôm xuất xứ từ Trung Quốc. Đấy là cái cấp thiết nhất để kéo dài cái thời gian và bảo vệ cái nền sản xuất trong nước đối với các doanh nghiệp của Việt Nam. Đấy. Ngoài ra thì cũng còn một số chính sách nữa chúng tôi kiến nghị với các cái bộ ban ngành cũng như anh Hà nói thì mới giải quyết được. Chứ còn về phía doanh nghiệp là không thể giải quyết được, mà phải cần tới các cơ quan chức năng của nhà nước và cao hơn thì mới có thể giải quyết được. Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông. Xin được hỏi ông Chu Thắng Trung, xu thế bảo hộ gia tăng thì ông có thể cho biết là ngành hàng xuất khẩu nào sẽ có nguy cơ cao trở thành đối tượng bị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại? Trước những thực tiễn này thì Cục có khuyến nghị gì đối với các doanh nghiệp, hiệp hội và ngành hàng cũng như là chính quyền địa phương trong công tác ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại ạ? Vâng, thứ nhất là liên quan đến cái đánh giá cái nguy cơ đối với cả những ngành hàng mà có thể bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Thì về ngành hàng thì tôi muốn chia nó thành hai cái nhóm ngành hàng. Thứ nhất là những nhóm ngành hàng mà mang tính chất là đối tượng truyền thống của các biện pháp phòng vệ thương mại. Tức là có từ trước đến nay là có rất nhiều biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với cả những cái ngành hàng đó. Ví dụ như là các ngành về kim loại, nhôm, thép, đồng. Ngành nữa là hóa chất, cũng là trong cái ngành truyền thống. Rồi chất dẻo, rồi sợi. Và một số mặt hàng, các cái sản phẩm gỗ. Đấy, thì đây cũng là những cái mặt hàng mà chúng ta đang có cái năng lực xuất khẩu. Ngoài ra là trong các cái mặt hàng truyền thống đấy còn có thể có những cái một số các cái loại máy móc, đặc biệt là những cái máy móc mà mang tính chất là động cơ. Ví dụ như là các cái máy nâng hoặc là máy gọi là máy chạy điện, cơ điện vân vân. Thì đấy là những cái mặt hàng mà có tính chất truyền thống, rất dễ là bị điều tra áp dụng pháp, và vì nó những cái mặt hàng đấy là nó liên quan, thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu thường là một sản phẩm, nó có cái nguồn nguyên liệu là gần như là từ một cái sản phẩm khác, mà cái mức độ gọi là cái hàm lượng giá trị gia tăng giữa các cái công đoạn khác nhau của sản xuất nó rất là ít. Nó phải có nhiều, gộp được nhiều công đoạn lại thì nó mới ra được một cái lớn, chứ còn từ một cái công đoạn này sang công đoạn khác thì nó rất là ít, nên là nó dễ lẫy. Vì sao nó gọi là dễ trở thành cái đối tượng của biện pháp chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại là như vậy. Thứ hai là những mặt hàng mang tính chất là lắp ráp, chế biến, chế tạo, thì nó bao gồm rất cả nhiều cái cụm linh kiện, nhiều cụm chi tiết nhau lắp vào với nhau.
thì đây cũng là một cái nhóm hàng mà dễ bị là đối tượng khi mà các cái cụm linh kiện, các cụm chi tiết đó thì đều nhập từ một nước mà nước đó đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại rồi. Thì đó là hai nhóm hàng. Và ngoài ra thì bây giờ gần đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái mặt hàng có cái mang tính chất là có cái xu thế mới mà tất cả các quốc gia cũng đều mong muốn phát triển. Đó là những mặt hàng như liên quan đến lĩnh vực năng lượng mới, pin mặt trời, rồi điện gió, vân vân, rồi ô tô điện. Đấy. Đó là những cái mặt hàng mà tất cả các quốc gia đều mong muốn phát triển và họ đều, từ đó họ sẽ có những cái chính sách và có những cái biện pháp để bảo vệ cho ngành sản xuất trong nước của họ. Và như vậy đó là những cái mặt hàng mà xuất khẩu mà cũng có thể trở thành cái đối tượng bị điều tra. Vì thế mà nói là chúng ta cần phải làm gì thì cái việc đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đến là về phía doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ là cái chủ thể mà sau này thì cũng là doanh nghiệp xử lý các cái biện pháp đấy với cái sự hỗ trợ nếu như có là của nhà nước hoặc cái quản lý của nhà nước, nhưng doanh nghiệp là cái chủ thể chính. Thì tôi hoàn toàn đồng tình với cả ý kiến của anh Hà lúc nãy có đề cập đến về cái việc là thông thường thì doanh nghiệp sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái cơ hội, tức là cái thị trường đó anh đã được giảm thuế đến như thế nào và anh có được cái đối tác như thế nào đang liên hệ với anh để ký kết hợp đồng, rồi hướng đến là có cái giao dịch xuất khẩu. Nhưng thường là các doanh nghiệp chưa để ý kỹ đến cái chuyện là đánh giá rủi ro. Cái rủi ro đấy đi kèm, chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi là tại sao doanh nghiệp nước ngoài và đối tác nước ngoài người ta lại tìm đến ta. Người ta tìm đến ta có thể không phải là do tại cái thời điểm đó chúng ta là cái sản phẩm mà chúng ta có cái tính cạnh tranh nhất, mà là do họ đã tìm các nguồn khác và cái nguồn khác nó đang bị chặn thì họ sẽ tìm đến ta. Thì như một nước thứ ba. Và lúc đó thì doanh nghiệp, việc đầu tiên là việc là đánh giá đầy đủ các cái cơ hội và các cái rủi ro có thể xảy ra. Và cái rủi ro ở đây tôi nhấn mạnh lại, khi mà đánh giá, nếu mà chúng ta đã xác định được là hàng hóa đấy đúng là có rủi ro thì chúng ta sẽ phải có cái giải pháp từ trước để mà ngăn chặn cái rủi ro đấy nó xảy ra. Giải pháp đó từ trước là như thế nào? Thì là chúng ta, việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem xét xem là vậy, nếu mà như thế thì việc tôi sử dụng các cái nguyên liệu và các cái sản phẩm gọi là bán thành phẩm hoặc là cái gì đấy từ cái nguồn nhập khẩu thì nó có rủi ro là bị điều tra hoặc bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh hay không? Tất nhiên là cái việc và chống lẩn tránh hay không? Cái việc chống lẩn tránh thì kể cả chúng ta nói như thế thôi, nhưng quốc gia nhập khẩu họ cũng không phải là có toàn quyền, không phải là có cái ý chí áp đặt được, họ cũng phải theo cái quy định pháp luật của họ. Thì nếu mà những cái sản phẩm, những cái thành phẩm, linh kiện hoặc là cụm chi tiết hoặc là chi tiết của chúng ta nó mới chỉ ở dừng cái mức độ rất là đơn giản để chúng ta phải có những cái công đoạn gia công, những công đoạn chế biến, những công đoạn sản xuất tiếp theo ở Việt Nam mà tạo ra hàm lượng giá trị thì hàng hóa của chúng ta sẽ an toàn. Nhưng nếu như nó chỉ là một cái gia công mang tính chất là đơn giản, không có nhiều giá trị gia tăng thì hàng hóa chúng ta sẽ là có cái rủi ro cao. Và như vậy là đầu tiên là doanh nghiệp xác định rủi ro và trên cơ sở xác định được cái rủi ro đó thì có những cái biện pháp mà chúng ta điều chỉnh cái hoạt động sản xuất để mà làm sao để mà tránh cho cái rủi ro đó xảy ra. Và khi mà làm việc đó thì doanh nghiệp sẽ cần có cái sự hỗ trợ phối hợp của hiệp hội, rồi có sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước để cùng tư vấn, như chúng tôi đã nói. Đó là cái việc chia sẻ, việc trao đổi cái thông tin về các cái quy định phòng vệ thương mại, về quy định về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của các nước, và để doanh nghiệp có thể nắm được và tự mình sẽ chủ động hơn trong cái việc là điều chỉnh cái gọi là cái hoạt động sản xuất của mình để cho nó phù hợp. Và như vậy là cái lưu ý chính là để làm sao mà không trở thành cái thỏa mãn những cái điều kiện để mà người ta điều tra, để mà người ta áp dụng. Đối với cả chính quyền địa phương, và trong cái đấy thì là cái quan trọng nhất nhấn mạnh, đó là ngoài cái việc đảm bảo như thế thì chúng ta, đấy là cái thực tế chúng ta làm được, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải chứng minh được với cả cái cơ quan thẩm quyền là cái thực tế đó đúng là chúng ta đã làm. Đó là thông qua cái gì? Đó là thông qua cái việc doanh nghiệp phải duy trì và đảm bảo được một cái hệ thống quản trị doanh nghiệp rất là tốt để mà truy xuất nguồn gốc của cái nguyên liệu và các cái sản phẩm, các cái linh kiện của mình là
cái này là tôi mua từ đâu, cái này là tôi lấy từ đâu, cái nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm đấy là ra sao. Thì cái quá trình đó nó phải đi từ cái đầu nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta nhập vào, qua tất cả các công đoạn sản xuất ra đến sản phẩm cuối cùng, thì nó phải có một cái hệ thống mà phải xây dựng được một cái hệ thống đảm bảo một cái chuỗi như vậy, thì nó sẽ chứng minh được, với cả kể cả khi có cái cáo buộc nó xảy ra thì chúng ta có cái thực tế là đúng là chúng ta làm như thế và chúng ta chứng minh được cái thực tế đó. Thì đó là cái việc mà chúng tôi cũng khuyến nghị doanh nghiệp, và cùng với đó là các hiệp hội cũng chia sẻ để các doanh nghiệp nắm được. Còn về chính quyền địa phương thì như tôi đã nói cái câu chuyện của chúng ta đầu tiên, thì nghĩ là chắc bây giờ là cũng đã qua cái thời kỳ mà chúng ta gọi là thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà nên là có một cái sự thu hút đầu tư là có sự chọn lọc. Và cái chọn lọc đó là cái gì? Đó là phải là những cái dự án gì mà nâng cao được cái hàm lượng giá trị gia tăng tại Việt Nam, để mà có tạo ra thêm, thứ nhất là vừa việc làm, vừa là cái hàm lượng giá trị gia tăng, và cùng với nó là đem lại, nó tạo ra cái lực đẩy để cho nền kinh tế lại có thể quay vòng để phát triển. Thì đây cũng là một cái ví dụ mà chúng tôi cũng đưa ra để mà thấy là đôi lúc là nếu như mà bị điều tra và bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đấy, chưa chắc đã chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đấy, chưa chắc đã là một cái điều xấu. Ví dụ như là gần đây thì Hoa Kỳ thì họ có tiến hành cái điều tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh đối với cả sản phẩm pin năng lượng mặt trời sản xuất tại Việt Nam. Họ có kết luận ABC, tức là trong những cái trường hợp này thì được gọi là lẩn tránh, và trong những trường hợp sau thì không phải là lẩn tránh. Nhưng mà những cái trường hợp mà không phải lẩn tránh, tức là những cái trường hợp mà có cái hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam. Và sau đó thì chúng ta, hiện giờ chúng ta đang không quan sát được là không phải là cái việc doanh nghiệp gọi là rời bỏ sản xuất tại Việt Nam, mà là có cái sự doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào và gia tăng thêm những cái công đoạn sản xuất tại Việt Nam để mà vẫn đảm bảo đủ điều kiện mà xuất khẩu sang các cái thị trường khác. Thì đây cũng là một cái tín hiệu, nó vừa là trong cái chúng ta nói tưởng là trong nguy thì có cơ, và trong những cái rủi ro như vậy chúng ta lại có cơ hội, và cái cơ hội đó là tạo được thì cũng sẽ rất là tốt cho nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta phải biết nắm bắt những cơ hội đó, phải không ạ? Cảm ơn những chia sẻ của ông. Xin được hỏi luật sư Trần Thanh Hà, dự báo xu hướng điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Vậy theo ông, cơ quan quản lý, nhất là Bộ Công Thương, cần phải có những giải pháp chế tài cụ thể như thế nào nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại ạ? Tôi nghĩ là cơ quan Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cơ quan tham mưu cho chính phủ, thì trong thời gian vừa qua chúng ta xây dựng luật quản lý ngoại thương, rồi các cái đề án, cái nghị quyết của chính phủ, rồi cái quyết định của Thủ tướng, thì đấy là một những cái việc mà rất là cấp thiết và quan trọng, có cái chiến lược quốc gia về cái việc này. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì cái việc hoàn thiện các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là vấn đề là chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại đối với lại doanh nghiệp Việt Nam khi mà đối mặt ở nước ngoài là rất là quan trọng. Thứ hai là việc sửa đổi bổ sung các cái quy định, đặc biệt là nâng cao cái chế tài đối với cái hành vi gian lận về xuất xứ và lẩn tránh phòng vệ thương mại cũng được đề ra, trong đó có cái biện pháp về hành chính. Thứ ba nữa là tôi nghĩ là trong cái đề án thì cái vai trò trung tâm của Bộ Công Thương được đặt ra, thì cái việc phối hợp với các cơ quan khác như Bộ Kế hoạch Đầu tư hoặc cả chính quyền của các tỉnh, rồi các hiệp hội, rồi Bộ Công an thì cũng phải được tăng cường. Và trong thời gian tới thì tôi nghĩ là cái sự chủ động của Bộ Công Thương là lên cần thiết, bởi vì thường là cơ quan quản lý thì có cái ý kiến từ các hiệp hội, từ các cái doanh nghiệp thì bắt đầu mới có cái việc xử lý. Nhưng mà cái việc là chúng ta chủ động lấy các cái thông tin từ các cái vụ việc mà có nguy cơ đối với Việt Nam thôi cũng rất quan trọng. Ví dụ như là một cái phán quyết của một cái cơ quan của một cái quốc gia, người ta áp dụng cho các quốc gia khác, thì Bộ Công Thương cũng nên lấy đấy làm một cái dữ liệu, một cái thông tin rất là quan trọng để cung cấp cho các cái hiệp hội của Việt Nam, và biết đâu là chúng ta cũng có cái rủi ro là vào trong cái trường hợp đấy, để chúng ta có cái sự chuẩn bị là rất là quan trọng. Rồi có cái sự thông tin, rồi
giới thiệu những cái đối tác mà có thể là hỗ trợ. Bởi vì cái việc là áp dụng cái biện pháp chống lẩn tránh hoặc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là chủ yếu diễn ra ở nước ngoài, thì Bộ Công Thương mới là cái cơ quan mà có các cái nguồn lực như thế, bởi vì họ sẽ kết hợp với Bộ Ngoại giao, các cái phòng thương mại hoặc là các cái cơ quan đại diện về thương mại của Việt Nam ở trong các cái sứ quán đấy, việc cung cấp thông tin là rất là quan trọng. Rồi cái việc mà các cái quốc gia đấy người ta có thể thay đổi các cái quy định của pháp luật về cái biện pháp áp dụng cái biện pháp phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh, thì các cái cập nhật này thì Bộ Công Thương cũng có thể là lấy từ các cái nguồn khác nhau để chúng ta cung cấp cho các hiệp hội tổ chức tập huấn cho các cái doanh nghiệp ở trong nước. Các hiệp hội thì rất là quan trọng, thì tôi nghĩ là vai trò đối với lĩnh vực này thì Cục Phòng vệ Thương mại và Bộ Công Thương là cái vai trò trung tâm, thì tôi nghĩ là đấy là cái mà các cái doanh nghiệp rất là cần sự hỗ trợ của Bộ Công Thương. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của luật sư Trần Thanh Hà. Xin được hỏi ông Nguyễn Minh Kế, về phía hiệp hội nhôm thì ông đánh giá gì về công tác ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp của các bộ ngành, chính quyền địa phương? Đồng thời thì ngành nhôm có kiến nghị đề xuất gì về cơ chế chính sách cũng như là các hoạt động hỗ trợ hiệu quả từ cơ quan chức năng, trong đó thì có Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương ạ? Nói chung cũng như ý kiến của hai chuyên gia thì chúng tôi thấy là cái hiệp hội nhôm chúng tôi có một số cái đề xuất mà cái năng lực của hiệp hội không thể giải quyết được mà phải nhờ các cái cơ quan chức năng của chính phủ thì mới giải quyết được. Cái thứ nhất ấy, là chúng tôi hiện tại thì chúng tôi tiếp tục đề nghị Bộ Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương là tiếp tục như vậy là rà soát cái dự án AD05, cái chống phòng vệ thương mại, chống hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Và cái thứ hai nữa là cái làn sóng đầu tư hiện nay ấy, thì có sự dịch chuyển của các cái thương nhân, đặc biệt là thương nhân Trung Quốc và Việt Nam, thì có cái hai cái hướng. Một là họ dồn vào cái đầu tư sang Việt Nam và sản xuất những cái công đoạn rất là nhỏ, sau đó là lấy xuất xứ, tráng nguyên xuất xứ Việt Nam xuất sang nước thứ ba. Thì cái này cũng để mà giảm thiểu được những cái này thì chúng tôi thấy là rất là khó. Cho nên là chúng tôi đề xuất là Bộ Công Thương thì trong đó có Cục Công nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cái cơ quan, các cái tỉnh, thành phố trực thuộc ấy, và đặc biệt là Cục Công Thương, Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương là phải xây dựng một cái đề án phát triển lâu dài, chung và dài hạn đối với ngành nhôm tới năm 2050. Trên cơ sở đó thì kêu gọi đầu tư vào những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực nào cho nó phù hợp với sự phát triển của ngành và đảm bảo được cái quyền lợi của các cái doanh nghiệp trong nước, để các doanh nghiệp nước ngoài khỏi cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước, và người ta lợi dụng cái thứ nhất là tránh cái thuế phòng vệ thương mại đối với nhôm xuất khẩu từ xuất xứ từ Trung Quốc, hai nữa là sang Việt Nam đó là một cái công đoạn rất là nhỏ để tráng men xuất xứ của Việt Nam để xuất sang nước thứ ba, thì đấy nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái những cái nhà sản xuất nhôm chân chính ở trong nước. Và chỉ có sự phối hợp và của các cái cơ quan chức năng của nhà nước thì mới có thể xử lý được cái việc này, và chúng tôi là những người phối hợp thôi. Thì cũng mong hết sức là các cái Bộ Công Thương, Phòng Cục Phòng vệ Thương mại và các cái bộ ngành có liên quan là quan tâm đến cái lĩnh vực sản xuất nhôm non trẻ này. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Dạ vâng, với chia sẻ của ông Nguyễn Minh Kế thì câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Chu Thắng Trung, là thời gian tới để thực hiện chủ trương của chính phủ tại đề án 824 về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, bảo vệ lợi ích cho các ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất chân chính, thì Cục Phòng vệ Thương mại sẽ tập trung vào các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nào thưa ông? Vâng, đối với cả Cục Phòng vệ Thương mại chúng tôi thì chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ chính là sẽ phải đồng hành cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp để mà làm sao bảo vệ những cái quyền lợi và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp, nhưng đồng thời là cũng ngăn chặn những cái hành vi mà gọi là không phù hợp với cả các quy định của pháp luật. Và trong cái để thực hiện cái nhiệm vụ đó thì việc đầu tiên là chúng tôi xác định là cần phải có cái sự dự báo và cái sự đánh giá, phân tích, đánh giá và xác định những nguy cơ từ sớm, từ xa. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang xây dựng và vận hành cái hệ thống gọi là phân tích rủi ro và đánh giá cảnh báo sớm đối với cả các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam sang một số thị trường xuất khẩu chính mà thường xuyên có những cái biện pháp điều tra phòng vệ thương mại hoặc là chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
Hiện nay thì hiện giờ chúng tôi đang theo dõi khoảng trên 170 mặt hàng và định kỳ thì đưa ra những cái thông báo đánh giá phân tích rủi ro. Đến giờ thì là cái thông báo mới nhất của chúng tôi thì có gói gọn lại trong khoảng 18 mặt hàng xuất khẩu sang, trong đó có 17 mặt hàng là sang thị trường Hoa Kỳ. Thế thì trên cơ sở cái danh sách những cái mặt hàng mà gọi đánh giá là có nguy cơ cao như vậy thì việc tiếp theo chúng tôi cũng sẽ có cái sự thông báo đến các cái cơ quan quản lý nhà nước khác, rồi các địa phương, rồi các hiệp hội ngành hàng, để mà chúng ta cũng sẽ lưu tâm hơn đến những cái nguy cơ mà có thể xảy ra đối với cả hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cách nó có trọng tâm trọng điểm như vậy. Một cái việc nữa mà chúng tôi cũng sẽ phải tiến hành thì như anh Kế cũng có trao đổi, đó là chúng tôi cũng sẵn sàng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong những cái hoạt động về đánh giá những cái nguy cơ rủi ro như vậy, và cũng hướng dẫn doanh nghiệp, chia sẻ cho doanh nghiệp những cái thông tin về thế nào là các cái quy định về chống lẩn tránh của các nước, các cái thị trường nhập khẩu. Và với cả những cái quy định đó thì doanh nghiệp cần phải làm như thế nào để đáp ứng được, thỏa mãn được những cái điều kiện để bị coi, không bị coi là lẩn tránh. Và chúng ta sẽ gọi là ngăn chặn nguy cơ từ trước khi những nguy cơ đó nó xảy ra. Thì nó sẽ có những cái câu chuyện là sau khi chia sẻ thông tin đó thì doanh nghiệp cũng sẽ hiểu được và cũng sẽ là nắm được cái việc là ví dụ như là tổ chức, chúng ta cần phải tổ chức lại sản xuất như thế nào, tổ chức lại cái hệ thống quản trị của doanh nghiệp như thế nào, để mà khi mà có vụ việc xảy ra thì có những cái xử lý, những cái phản ứng hiệu quả kịp thời. Thì đó là những việc mà chúng tôi đang làm, và trong cái công việc đó thì tất nhiên là không thể nào thiếu được cái sự phối hợp của hiệp hội, cũng như là thông qua, có thể là thông qua những cái ban đầu thì là với các cơ quan quản lý nhà nước như vậy, nhưng mà có những cái chuyên sâu hơn thì sẽ phải có những cái tư vấn của các cái đơn vị mà chuyên về lĩnh vực phòng vệ thương mại cũng như là chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Thì đó là những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cũng sẽ triển khai. Và cùng với đó thì cục cũng sẽ không chỉ đấy là những cái hỗ trợ và phối hợp trực tiếp cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời thì chúng tôi cũng vẫn sẽ phải duy trì những cái kênh trao đổi, những kênh phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, để làm sao mà một mặt thì chúng ta vẫn gọi là thể hiện cái sự hợp tác ở mức độ cao nhất và không có cái sự bao che giấu cho những cái hành vi gọi là cạnh tranh một cách không lành mạnh, không công bằng như vậy. Nhưng đồng thời là chúng ta cũng kiên quyết để mà bảo vệ những cái gì mà được xem, chúng ta xem là những cái lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Và nếu như mà cơ quan thẩm quyền của nước ngoài mà có những cái bước đi mà có thể là vượt quá những cái quy định chung của trong các cái cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc là các hiệp định thương mại tự do, hoặc là có những cái bước đi mà thậm chí là vượt quá các cái quy định trong pháp luật của nước họ, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái giao thiệp, có những cái trao đổi để mà làm sao mà đảm bảo là các cái quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp của chúng ta thì được bảo vệ một cách tốt nhất, những quyền lợi chính đáng của chúng ta được bảo vệ một cách tốt nhất. Thì đó là những công việc mà chúng tôi đã xác định và cũng sẽ tiếp tục triển khai trong cái thời gian tới. Cảm ơn chia sẻ của ông. Với những đề án như vậy thì hy vọng rằng chúng ta sẽ bảo vệ được những doanh nghiệp làm ăn chân chính, như là lời chia sẻ của doanh nghiệp Nguyễn Minh Kế ở đây, phải không ạ? Vâng. Xin cảm ơn những kiến trao đổi của các vị khách mời. Kính thưa quý vị, dù nguyên nhân lớn nhất của việc gia tăng các vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp mà phòng vệ thương mại là do xu thế bảo hộ thương mại, còn có các nguyên nhân khác như sự thiếu kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại nói chung, cũng như pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại nói riêng của các doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp chưa quan tâm đến các vụ việc phòng vệ thương mại đang áp dụng, chạy theo lợi nhuận trước mắt. Bên cạnh đó, có thể một số doanh nghiệp cá nhân lợi dụng chính sách đầu tư, chính sách thuận lợi hóa thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu để thực hiện các hành vi gian lận thương mại. Vì vậy, để giảm thiểu số lượng vụ việc hàng hóa Việt Nam bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, cũng như các tác động tiêu cực mà các vụ việc này gây ra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, ngăn chặn hiện tượng Việt Nam bị lợi dụng làm điểm trung chuyển để xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba,
bảo vệ uy tín hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, hướng tới xuất khẩu bền vững, cần sự chủ động và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật phòng vệ thương mại. Cơ quan quản lý, chính quyền cũng phải chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại một cách hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.